Mình nhậu quán thế chứ bạn cái gì? Ừ. Đây là mình bị. Ai đi lúc nào thì cứ đi thôi chứ. Ai ừ. Ai mà cứ rủ được ai. Dạ. Đấy, cũng nghe xưa mình. Đi. Đi. Dạ. Dạ, xưa vẫn cười ngồi ăn cô phụ nó bạn ạ. Cho công nhận phụ nó chả thì gì ra yêu thế nào cả. Cũng vẫn tiền cô nhảy 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 ghê. Nó ăn đi nơi khỏe nhá. Khỏe chứ khỏe là vừa ăn khỏe vừa khỏe kìa. Vẫn cứ tiền cô nhảy nhảy ghê vẫn cứ khỏe đi xưa. Không thấy yếu như cụ nhã này này, cụ vằn chứ cụ vằn con nó do. Nã. Phải với tao về sau thôi được. Không phải ăn được cái tiền. Bạn ăn mãi chán. Ai mua? Ai mua cho bạn cái tiền. Bây giờ thì ăn ngon như mình phải nhau cũng thì bây giờ thì về vâng, cũng không chạy qua thì vẫn phải thân những cái nó ăn cũng phải. Vâng, ăn ngon lắm nhé. Ăn ngon hơn cả người trẻ. Hôm xưa lại ăn cỗ nhau hàng năm đấy. Cháu đã khăn đằng chèo kìa. Cô má ăn cả. Cô đang đi quà cho cô mà. Còn ngon nhá, cứ nấu nồi cành mà cháu thì quà thì bao giờ cứ nấu thôi. Đi mà cứ đây ngần ngẩn cả nơi to mỡ với người già trò đó cụ ăn. Ăn được tao mỡ. Không ăn được tao mỡ. Rồi con để cho con đi làm nhà khác. Để con cho con đấy vợ.